Nói tới văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Tày thì không thể không nói tới các làn điệu dân ca truyền thống gắn liền với đời sống của họ. Các làn điệu dân ca được hình thành, phát triển trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, tạo nên những nét văn hóa mang đặc trưng riêng biệt. Dân tộc Tày có tới hơn 10 làn điệu hát dân ca như hát du, hát then, hát bụt, lượn cọi, lượn sương. Trong đó, lượn sương là một trong những làn điệu dân ca nổi tiếng từ lâu đời, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với các tỉnh vùng Việt Bắc nói chung, tỉnh Bắc Cạn nói riêng, hiện còn rất ít người thông thạo về lượn sương. Bởi vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị của lượn sương có ý nghĩa quan trọng, góp phần gìn giữ một trong những làn điệu dân ca đặc sắc của dân tộc Tày. Nói tới Bắc Cạn là nói tới một trong những nơi đã hình thành nên nét nổi bật của vùng văn hóa Việt Bắc, nơi khởi nguồn của những làn điệu dân ca Tày nổi tiếng. Khác với các dân tộc khác, dân tộc Tày thường sinh sống trong những ngôi nhà sàn ở vùng thấp, khu vực các thung lũng ven đồi, ven sông suối, thuận lợi cho việc đi lại và canh tác lúa nước. Môi trường sống cũng như lao động sản xuất đã góp phần hình thành những nét riêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày. Trong đó, lượn sương chính là một làn điệu dân ca độc đáo còn được gìn giữ ở một số ít địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn cho đến tận bây giờ. Hiện nay, lượn sương còn tồn tại ở một số xã như Bình Văn, Yên Cư, huyện Chợ Mới, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm. Lượn sương gồm có hai loại hình, đó là lượn lồng tồng và lượn giao duyên. Đối với người Tày ở xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, lượn sương thật đúng với tên gọi khác của nó là lượn thương. Đây là hình thức hát giao duyên đặc trưng phổ biến của bà con dân tộc Tày cách nay cả thế kỷ. Các nghệ nhân xưa đã sáng tác nhiều câu thơ để nói về bề dày truyền thống trong hát lượn sương của vùng Chợ Mới, như rằng lượn du cốc phấy, thời lượn giúp bản tinh. Ý nói rằng đây là nơi sản sinh ra các câu lượn nhiều như gai tre nghệ, bậc thầy của hát lượn sương là ở bản tinh. Cái lượn sương này là cũng có từ lâu đời rồi, từ cái thời mà những hát sẩm hát chế cái trong cung đình, là bây giờ đi vào hát cung đình là ở lượn sương này lại không hát cái tiếng Tày này đâu, lại đúng hát ở trong cung đình là hát tiếng Kinh, hát sẩm luôn, cũng ý y sẩm luôn. Thế nhưng mà bây giờ là đi lượn thương là lượn xiên lý với lại chủ bản với nhau là mới hát lượn thương này. Thế thì có từ thời xưa lâu lắm rồi. Bác cũng không biết, là các cụ hỏi các cụ và cũng cứ từ xưa các cụ truyền lại như thế, không biết là đó từ bao giờ. Theo kết quả sưu tầm của các nghệ nhân, tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới có khoảng 35 bài lượn, hơn 750 khổ thơ với các thể lượn vô cùng độc đáo và đa dạng. Quy trình của hát lượn sương mang tính nghi thức rất nghiêm ngặt. Ngoài thời điểm thì để tổ chức một cuộc lượn cũng yêu cầu phải có không gian phù hợp. Tùy vào từng loại lượn sương mà không gian diễn ra ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, nhất thiết hát lượn sương cần phải có đối tượng hai bên là khác giới, không được cùng huyết thống, không được là người cùng trong một làng, một xã. Hai bên lượn với nhau gọi là chùa bản và xin lý, tức người trong bản đó với bạn ở nơi khác đến lượn. Trong cuộc lượn cần phải có một cặp cốc lượn, đây là cặp sẽ khởi lượn để bắt đầu. Ở bất kể cuộc lượn nào thì chùa bản cũng là người lượn trước để mời, sau đó xin lý mới lượn để nhận lời mời. Khi mới bắt đầu vào lượn, hai bên xưng hô với nhau là bạn để chỉ những người mới gặp nhau. Một quy định chặt chẽ trong quy trình của hát lượn sương đó là cặp cốc lượn phải hát đủ tuần tự ít nhất 9 thể lượn đầu tiên. Khi hát tới thể lượn này thì họ coi như là bạn lượn thân thiết. Từ đây họ xưng hô với nhau là cựu, nghĩa là bạn lượn thân thiết. Phật cả đôi bạn tang ơi, nô khăn ở khăn giao ngăn ở cầm cười. Chứ ở ngày nhìn tình mà than vòng nô
Pháp cười miêu mà tiếng bàn. Đối với lượn giao duyên thường diễn ra vào mùa xuân, đối tượng hát lượn là các thanh niên trai gái đi vui hội xuân. Ngoài ra có thể diễn ra trong các sự kiện vui vẻ như vào dịp cưới hỏi, dịp mừng nhà mới. Nhiều cuộc lượn giao duyên có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng, mỗi lần đi có thể từ 15 đến 20 cặp lượn. Thông qua lượn giao duyên, các đôi trai gái có cơ hội để giao lưu, tìm hiểu nhau, từ lạ thành quen, qua thưởng thức tài năng hát lượn của nhau, rồi cảm nhận tình cảm của những câu hát. Những cặp lượn sau này có thể sẽ nên vợ, nên chồng. Không gian lượn giao duyên được diễn ra chủ yếu tại nếp nhà sàn truyền thống của người Tày. Khi muốn lượn đến một nhà nào đó, người lượn cần phải hỏi xem gia chủ có đồng ý cho lên nhà lượn không. Nếu đồng ý thì cả đoàn mới được lượn tại nhà của gia đình đó. Thường thường các gia đình sẽ rất vui vẻ cho cả đoàn đến lượn, chỉ từ chối khi trong nhà đang có chuyện buồn hoặc đang có trẻ nhỏ. Các cuộc lượn này diễn ra rất sôi nổi, đông vui. Nam giới sẽ ngồi ở nả nưa, nghĩa là ở phía trên. Nữ giới sẽ ngồi ở nả đâng, tức là ở phía trong. Người nấu nướng phục vụ sẽ ngồi ở nà tử, nghĩa là ở phía dưới. Những người đến chơi để nghe lượn ngồi ở nà nọc, nghĩa là phía ngoài gần chỗ cầu thang của nhà sàn. Tất cả mọi người quây quần trong không gian ấm cúng của nhà sàn, cùng với giai điệu êm ái mượt mà của các câu lượn, điệu lượn, càng làm thỏa nỗi đam mê khát vọng tràn đầy cảm xúc cho mọi người thêm xích lại gần nhau hơn. Cuộc lượn giao duyên diễn ra theo quy trình tuần tự, cũng theo những quy định chung là cần phải có một cặp cốc lượn hát đầy đủ 9 thể lượn ban đầu. Cả đôi bạn tang ơi nô khăn ở khăn giao ngăn ở cầm cười chứ ngày nhìn tình mà than vòng Đây là 9 thể lượn bắt buộc cặp cúc lượn phải hát đầy đủ tuần tự. Sau đó các cặp lượn khác sẽ chủ động vào lượn với nhau nhưng không nhất thiết phải đầy đủ theo tuần tự như cặp cúc lượn. Các cặp này lượn 3 thể đầu xong có thể chuyển ngay vào thể lượn trúc trồm, thể lượn kiết rồi đến thể lượn tuồng. Nội dung ý nghĩa của các câu lượn trong thể lượn kiết này là tỏ ý mong muốn hai người sẽ cam tâm lượn hết mình với nhau lâu dài. Lượn sương trầm lắng, giai điệu theo từng khổ 4 câu nên chỉ cần đọc theo âm vần các câu thơ đã phần nào hiểu được ý nghĩa của các làn điệu này. Trong khổ thơ 4 câu của lượn sương thì câu lẻ bắt đầu ngâm bằng từ ơ, câu chẵn bắt đầu ngâm bằng từ nô. Nhìn chung bằng lối so sánh ví von kết hợp với tả thực, làn điệu ngọt ngào da diết nên lượn sương đã chinh phục được khá đông người nghe. Đối với cái lệnh thương này thì nói chung dân tộc Tày là tôi tính là cả cái Việt Bắc này ở đâu có Tày là có lượn thương. Tôi đi sưu tầm cái này tôi thấy rằng là cái lượn thương ngày xưa mẹ tôi thì đi lấy củi cũng hát, ở nhà cũng hát, giu con cũng hát lượn thương. Cho nên tôi cũng biết về sau là vì là có một cái giai đoạn người ta bảo đấy là những cái dân ca dân tộc ấy là mang tính chất là phong kiến rồi là lạc hậu cho nên là tôi cũng chẳng say sưa gì. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi lại thấy rằng là cái lượn thương ấy thì nó mang tính chất trong cộng đồng là rất là sâu sắc. Từ ngày xưa còn nhỏ thì các cụ ấy bảo là ngày xưa là đi đám cỗ hoặc là nhà mới các thứ là toàn là lượn là để vấn đáp nhau, đối đáp nhau ấy. Ừ, thế là ngày xuân, ngày hội ấy,
thì là xuống đồng các thứ là cũng toàn là lượn, nhưng mà bây giờ là tầng lớp tôi là trẻ thì không thấy bây giờ, không nghe mà chỉ được nghe các cụ gọi là lượn thì biết là cái giai điệu lượn là nó thế. Mà bây giờ là tầng lớp trẻ là hầu như là mai một. Ngoài không gian biểu diễn chính là trên những ngôi nhà sàn thì lượn sương còn được dân tộc Tài Bắc Cạn thể hiện trong các dịp lễ hội Lồng Tồng, còn gọi là hội xuống đồng. Đây là lễ hội văn hóa truyền thống được tổ chức vào mùa xuân, là dịp để mọi người có cơ hội vui chơi, giao lưu, gặp gỡ nhau. Trong lễ hội Lồng Tồng bao gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Dân làng cần chuẩn bị một bàn lễ thờ vị thành hoàng làng có công lớn trong việc tạo lập, bảo vệ thôn bản, được vua sắc phong cho con cháu thờ cúng. Vào ngày này, dân làng cử hai đôi trai gái ra đứng lượn trước bàn thờ vị thần này. Trước khi lượn, hai đôi trai gái phải vái lại xong mới được lượn. Khi đó, chủ bản là người lượn trước các bài lượn cầu mùa. Nội dung ý nghĩa của các bài lượn này là cầu mong cho dân làng có một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Sau khi cầu mong ấm no, hạnh phúc cho bản mình, chủ bản sẽ lượn để mời những người bản khác đến vui hội cùng lượn. Chủ bản lượn mời xong xin lý sẽ lượn thể, lượn chúc chồm Lồng Tồng, nghĩa là lượn chúc lễ hội Lồng Tồng. Lượn Lồng Tồng diễn ra theo một quy trình chặt chẽ, từng câu lượn đều lượn êm ái, ngọt ngào, cuốn hút người nghe đến vui hội. Tuy nhiên, do môi trường để duy trì hát lượn sương là lễ hội Lồng Tồng bị mất đi trong khoảng thời gian khá dài, nên vốn văn hóa đặc sắc này bị thất truyền và hiện tại không còn giữ được nguyên vẹn. Mà thì lượn thương nó có hai mảng, là mảng lượn Lồng Tồng và lượn Giao Duyên. Mà chính cái lễ hội Lồng Tồng của các thôn bản ngày xưa ấy là tạo ra một cái môi trường để cho các cái cháu thanh niên là đi giao lưu rồi là hát hò và nên duyên, và nhiều người đã thành đôi thành vợ chồng. Ở vùng bản Tinh này thì hiện nay tôi còn biết là có 4 cặp và các cụ là do lượn mà lấy được nhau thành vợ thành chồng. Trong kho tàng văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng, lượn sương là loại hình di sản văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc truyền thống của cộng đồng dân tộc Tày. Thông qua nội dung của các câu lượn đã thể hiện được khát vọng sinh tồn vươn tới một cuộc sống hạnh phúc, ấm no của con người. Đây là hình thức sinh hoạt dân ca giàu tính cộng đồng, là phương tiện tích cực nhằm góp phần thúc đẩy việc giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, khơi dậy mạnh mẽ tính cộng đồng tiêu biểu cho mối quan hệ bền chặt của đồng bào Tày từ bao đời nay. Với những giá trị đặc biệt của lượn sương, việc bảo tồn, gìn giữ làn điệu dân ca này là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi vậy, hiện nay ở một số địa phương như xã Yên Cư, huyện Chợ Mới đã thành lập câu lạc bộ hát lượn sương để truyền lại cho những thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tôi đã sưu tầm được là ở vùng này là có 3.000 câu mà tôi viết thành một quyển sách là về lễ hội Lồng Tồng và lượn thương, là có 767 câu, và tôi gửi đi Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam mà người ta đã công nhận và tặng thưởng cho tôi là một đợt là giải 3B. Và hiện nay là tôi đã ký hợp đồng để xuất bản cái tác phẩm của tôi là lễ hội Lồng Tồng và lượn thương này, là cho miền núi. Và hiện nay thì tôi cũng thấy được cái quan trọng như thế, cho nên là tôi cũng phải sưu tầm. Và đặc biệt là bây giờ viết ra sách thì dễ thôi, nhưng mà lượn ngày xưa các cụ lượn như thế nào, lượn thế nào để yêu được nhau? Có phải là thấy nhau một cái là cất tiếng lượn ngay đâu, nó vô duyên thế đâu. Người ta lượn rất là ý tứ. Cái lượn sương này là có từ lâu đời, thế nhưng mà bây giờ thì các cụ là ngày xưa là hát ấy là cũng coi như mai một hết rồi. Bây giờ còn một số các cụ là từ trên 80 tuổi là biết, cho nên là bây giờ mới bắt đầu khôi phục lại, cho nên là cũng chưa có bản nọ sang bản kia hát. Và bây giờ cũng đang là truyền lại cho cái đàn con đàn cháu để mà tiếp thu, để mà về sau là mới có thể tồn tại được cái lượn sương này. Trải qua những thăng trầm lịch sử,
nhiều hình thái dân ca truyền thống của dân tộc đang dần bị mất đi. Luận sương cũng không phải là ngoại lệ. Một số người tài ở Bắc Cạn đã tiến hành nghiên cứu và sưu tầm luận sương như một minh chứng cụ thể cho sức sống và bản sắc văn hóa dân tộc Tài. Nhưng hiện tại, số lượng nghệ nhân biết hát luận sương còn quá ít và đều là những nghệ nhân cao tuổi. Bên cạnh đó, do đây là loại hình nghệ thuật cổ, trong thời kỳ kinh tế phát triển hội nhập như ngày nay, một bộ phận các bạn trẻ là con em của đồng bào dân tộc Tài chưa nhận thức rõ được giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, nên số lượng người theo học rất ít. Bởi vậy, việc sớm công nhận luận sương của dân tộc Tài ở Bắc Cạn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ góp phần gìn giữ, khôi phục và phát triển một trong những làn điệu dân ca đặc sắc của dân tộc Tài từ ngàn xưa còn lưu giữ đến hôm nay.